cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Và để tiếp tục, Tường Vi kính mời quý vị theo dõi tiếng nói cử tri với Jackie Bông. Jackie Bông xin kính chào quý vị. Lưỡng viện Hoa Kỳ vừa thông qua ngày 17 tháng 7 dự luật lên án Tổng thống Trump tấn công kỳ thị bốn nữ dân biểu cấp tiếng da màu là các bà Alexandria Ocasio-Cortez, tiểu bang New York, Rashida Tlaib, tiểu bang Michigan, Ayanna Pressley, tiểu bang Massachusetts và Ilhan Omar, tiểu bang Minnesota, người sinh tại Somalia, nhập tịch khi 17 tuổi. Tuy cả bốn là công dân Mỹ, Tổng thống tuyên bố họ nên trở về xứ của họ, giúp chấn chỉnh hệ thống đầy rẫy tội ác và đổ vỡ ở đó. Tổng thống tố cáo bốn nhân biểu trên chỉ trích và thù ghét người Mỹ và người Do Thái, thì họ nên tự nhiên mà đi về quê quán của họ nếu muốn. Dân biểu Cộng hòa Will Hurd, tiểu bang Texas, là người đầu tiên tố cáo ý kiến của Tổng thống trông thấy đầy kỳ thị, đã buộc phải thuận cộng thêm ba dân biểu Cộng hòa, Fred Upton, tiểu bang Michigan, Susan Brooks, tiểu bang Indiana và Brian Fitzpatrick, tiểu bang Pennsylvania, và một phiếu độc lập duy nhất là dân biểu Justin Amash, tiểu bang Michigan, cùng bỏ phiếu lên án Tổng thống hỗ trợ tất cả các nhà lập pháp phe Dân Chủ. Kết quả cho thấy nghị quyết HR 489 được 240 phiếu thuận với 187 phiếu chống của phe Cộng hòa, đồng lòng bảo vệ và binh vực Tổng thống Trump. Phần đông các nhà lập pháp Cộng hòa không dám đưa lời phê bình chống Tổng thống vì sợ mất phiếu ủng hộ của Tổng thống và của nhóm cử tri Cộng hòa nồng cốt trung thành theo phe Tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới. Ngoại trừ Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham tuyên bố với CNN chê Trump là một kẻ cố chấp, đua đòi và bài ngoại. Là một trong bốn dân biểu bị Tổng thống đuổi về quê cũ, bà Alexandria Ocasio-Cortez trả lời là bà đã về quê quán của bà là ở New York tại Hoa Kỳ để làm tròn bổn phận cho sự cử tri của bà tại đó. Trước đó, bà chỉ trích tai tiếng tình dục của Tổng thống và đã kích Tổng thống cưỡng chế các chính sách khó khăn cho nạn nhân sách nhiễu tình dục trong tiến trình tố cáo và kiện tụng. Còn bà dân biểu Omar, sau khi đưa ra những chính sách phi lý và lời lẽ nhục mạ phụ nữ, người da màu và người di dân, bà kết luận là phải impeach, buộc tội Tổng thống Trump. Thừa thắng xông lên, dân biểu Hakeem Green, phe Dân Chủ ở Texas, đưa ra cùng ngày lên lưỡng viện Quốc hội dự luật impeach, luận tội Tổng thống Trump, chống lại ý muốn của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Bà nói đang có 6 tiểu bang trong Quốc hội đang thận trọng điều tra cho kỹ với đầy đủ bằng chứng về các tội trạng của Tổng thống trước khi buộc tội ông. Vì thế, 137 nhà lập pháp Dân Chủ bỏ phiếu theo phe Cộng hòa đánh bại dự luật luận tội Tổng thống. Ngay sau đó, trong buổi meeting lớn, cả ngàn cử tri Cộng hòa tại North Carolina, Tổng thống Trump châm biếm cho việc luận tội ông rất là ngu xuẩn. Ngoài ra, khi Tổng thống nói đến tên của bà Ilhan Omar, thì đám đông phe Cộng hòa la ó, send her back, tức đuổi nó về quê quán nó. Jackie Bông xin kính chào quý vị.